Thanh xuân như một ly trà, nhấp nhanh uống cạn, thế là còn đâu. Nhanh như chó chạy qua cầu, chính qua cửa sổ còn đâu hỡi người. Kính thưa quý vị, sau đây nghệ sĩ Kim Loan sẽ đến với chúng ta qua hai thi phẩm Thanh xuân và Ông Kim của tác giả Nguyễn Tiến Vinh. Thanh xuân như một ly trà, nhấp nhanh uống cạn, thế là còn đâu. Nhanh như chó chạy qua cầu, chim qua cửa sổ còn đâu ơi. Thấy nhất nhì ông